Mẫu đèn này có tên gọi là đèn pha màu, phong cách gia đình sang trọng. Đây là một mẫu đèn được sử dụng bóng led 7 màu nên rất là bền và tiết kiệm điện. Đèn được thiết kế rất là gọn nhẹ để mọi người có thể dễ dàng treo lắp. Nó có chế độ chạy tự động và đổi màu theo nhạc. Đèn này có thể sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 40 mét vuông. Mọi người cũng có thể mua để trang trí ở những cái sảnh nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới 5 sao sang trọng. Đèn này rất là sáng, màu đèn có thể chiếu xa hơn 15 mét. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa BOL1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.